100 em chim cú gáy được chuyển vào bến xe miền Đông. Cái đấy cho lên trên, khô ráo để lên trên anh. Bấm máy kênh đi, bấm máy. Lựa cho em phát. Quay dọc ra ra xong rồi mở cốp được không? Không. Đấy, rách cái đầu nó vào.